Xin chào anh chị các bạn đang theo dõi kênh Chợ Sài Gòn nha. Ở đây là vườn mai An Khang. Đây chìm. Anh Quốc, anh Cường, anh Trà đang trồng cây, hồi nãy mấy anh em cắt một loạt mười mấy cây rồi. Trong mấy cái clip trước đó anh em. Ở đây một số anh em là đang khui bầu nữa ha. Ác cho mày là. Bữa nay trồng hết luôn. Tiếp tục mấy anh em là đang vô để đại lên nè. Ban ra thôi đừng đạp. Sửa rễ. Ban ra sơ sơ cho nó. Tôi uống vào. Trời ơi lọt lòng mét 2. Đây. Hello chào anh Trà nha. Em chào anh nè. Chào anh Cường, chào mấy anh em nha. Đây, cái tứ quý giờ là trồng cao lên. Thì muốn để vô, để vừa trước không anh? Để vừa. Để vừa trước xong rồi tới đất. Đất này là đất. Đất Vĩnh Long, đất Vĩnh Long, đất cột Vĩnh Long. Rồi ở trên là tiếp tục cái lớp. Lớp xơ dừa, ghế dừa trồng. Để dừa với xơ dừa. Cháu cắm dừa đó anh em. Với có thêm là cái than đá nữa anh em. Đây là than đá này. Anh không có xài chấu nha anh em. Không xài chấu ha. Kỵ chấu. Kỵ chấu, sợ chấu nó bị nấm ha. Nấm. Ở đây thì anh em chấu. Để cái bộ rễ nó vừa bằng cái mặt chậu luôn anh em. Đó. Mặt chậu là ở giữa là đôn cao lên xíu nha. Để quay cho anh em coi nè. Con này ác quá anh còn. Đây. Anh đã để sẵn mười mấy cái chậu đã trồng sẵn rồi. Từ buổi sáng rồi anh em. Đụng nói gì hai thằng nói cái gì vậy. Chịu mà. Nó không lợi mà. Mà hôm đó em Cường để tới tôi lên nói. Tôi lên nói cũng được luôn. Hay hay lắm lên đi, ngon lên. Chạy lên luôn cũng vậy luôn. Rồi đây là mấy anh em đang gom gửi lại là cái này là kẽm mấy ly đây. Này 6 ly 7 ly vậy nè. 6 7 ly anh em, cứng lắm. Thường thì những vườn khác á, là người ta trồng đỏ bỏ chất trồng ở dưới chỉ 2/3 tầm mới dí một nửa thôi, 2/3 cái mặt chậu thôi. Dạ. 2/3 chậu anh em. Cả bộ đế nó phải nằm trong mặt chậu ha. Còn cái này để bộ đế cao lên luôn. Thì anh sẽ nuôi đế, nó sẽ ra đế ăn xuống dưới còn tầm khoảng cỡ 60 cho tới 80 nữa ha. Giờ anh đang cắt tóc cho nó. Ở vườn mai An Khang thì trồng cũng khác người ta cái khâu cuối cùng luôn anh em. Lát anh em coi là sẽ biết. Cái khâu cuối cùng là cũng khác luôn nha. Nói chung là khác hết. Chất trồng là cũng khác ha. Nhưng mà có nhiều người nói cái chất trồng này đất Vĩnh Long mà nó có bị lền không anh Trà? Cũng tùy theo. Hả? Bị lền không? Bỏ nhiều lền. Ít nó không sao. Cái này như kiểu mình 73 82 á. Như xơ dừa với rễ dừa á. À. Mình trộn vô mình bỏ 73 82 vậy. À. Tùy theo người. Có người bỏ 64 vậy. Chưa. Tới nó dữ rồi. Bỏ luôn đi. Anh bỏ đây luôn đi, nghe em đi. Bỏ đây luôn. Nhảy để nó đây à. Đậu trống rồi. Này mình đi lên đá lại nè. Cột lên. Vậy này đâu? Không có đâu cắt cái này nữa. Cho cứ để cho nó cám rồi. Cám ăn với nhau. Đúng rồi. Nó cho nó cám. Sống không? Còn sống không? Bình thường anh, đâu phải ấy đâu. Nó tới đây à, chở quá rồi. Ừ, thì đã kêu. Kêu mình hố rồi. Hố à. Thì nghe cái đó đó. Không để cắt thì hao cũng được tới mí này nè này là hết mấy cọt mới vô giật lên cái cọt này chịu cho xuống cho giật xuống cái là bắt đầu ấy cảo từ từ á cái này từ từ nó xuống đó anh làm cái đầu rút á anh rút từ từ nó xuống anh Cường có đầu rút rồi mình cảo nó từ ngày theo năm tháng vậy đó mình cảo từ từ mình dụ nó xuống vậy đó. Em trồng cái ngộ lắm em mà cứ em mà để nào chăm sóc nào cái làm để đó suốt cái đó rồi xong nào xong đó tên khác rồi được chưa rồi. Mua da chai ra cẩm lai không okay. Anh Quốc đồng nát không nghe với bà lư anh Quốc đồng nát không
anh vớt được ba đồ vô chai mà. Hôm tán ăn phải kéo xéo xéo ra được không trời, vuốt lên nghe nó mới kỳ quá, hạ xuống quýnh xéo xéo là vuốt kỳ kỳ sao. Chấp nhận rồi mình phải chơi đi. À, tới một lần thôi. Hạ xuống nó mới đẹp, cho nên cành cái xác để nó hơi đơ. Mà bự giờ mình thấy tưởng nhỏ ha. Tại cái bộ rễ nó hút cái cây quá à. Cây này hoành nhá, phải gần 70 không? 7 mấy rồi nè. 7 mấy hoành. 75 hoành. Cây này à, bữa em lên rồi cây 6 người em về cái cân luôn chiếc xe là gần 2 tấn á. Là cây này là nội cây này không là tấn 2 á, cái cây dưới bầu của. Rồi đây là cái khâu mà cũng khá quan trọng nè anh em. Thích gửi hả anh Tám? Đây. Dưỡng gửi. Là 3 năm rồi hả? Đi thuốc nấm luôn. Chị cô đặt mà anh em. Một món nè. Cái kéo mé bên ngoài kia tao ơi. Cái lưng. Đặt sẽ sử dụng không? Rồi mấy vườn khác thì em thấy tưới kích rễ sau ha. Nó tầm khoảng mới đầu rồi trồng chỉ có vô nước thôi. Cho nó dẻ cái trồng. Cái này cho nó sau uống đó, nó thuốc kích rễ. Vài ngày hoặc là 3 ngày hoặc là tuần lễ sau mới có tưới kích rễ. Còn ở vườn Mai An Khang thì ảnh tưới ngay lúc trồng luôn ha. Và ảnh không tưới nước nè, phải không anh Tám? Nó 10 ngày sau. Anh nói tiếng kia là tiếng gì? Tưới nước. Bữa sau rồi. Mà bữa sau thắng. Nếu mà trời nắng thì hôm sau xả nước, còn mấy nay trời mưa thì thôi. Mưa đủ nước. Mưa những chậu này phải 10 ngày nữa anh em. Giờ này hả? Ừ, ổng giờ mua vô kẻ, gió vô kẻ cái 100 triệu đường kẻ chứ không đủ. Có mấy cái là xả nữa chứ đâu chịu nổi. Bự quá. Chứ đâu có vô kẻ nổi. Ừ. Có nào bự, có nào nhỏ thì vô, còn có nào bự thì xả bỏ. Anh vô luôn hả? Ừ. Mang kia, ông kia vô. Em cặp cho nó đi quấn. Vườn này làm biết nào rồi. Làm chắc vô kẻm chắc làm. Để cái bữa nào anh vô kẻm cái kéo quần lùm bự đông. Bộ phân đòi, đi lấy hả bà? Cái gì? Xây dừa. Xây dừa đi lấy hả? Tưới kích rễ gì vậy? Cái rễ hả? Này nước, tưới nước đá gà. Nước gà, con gà ha. Nước đá gà. Cái gà đâu gà? Nói vậy tôi nói. Vậy mới nói chứ. Chơi chơi vô nghề. Nghe nó ra gà cái tôi chửi rồi. Chơi chơi giống nghề. Giấu của mình không đó à, mấy anh em YouTube là thấy hết hả? À, thấy hết rồi. Thật sự vậy. Đánh tới đúng hai chậu luôn á. Là bằng 1 phần bơi á. Tưới đều hết ha. Tưới lên mấy cái mặt cắt luôn anh em.
Đây chắc trồng trộn thêm thì cũng có ba loại thôi anh em. Cám dừa, rễ dừa và than đá nhuyễn ha. Zalo luôn. Anh Hồng. Tính chợ Sài Gòn. Rồi cái gì em điện anh gửi nó clip phải cái gì, cái gì. Ok. Anh kích gửi chứ anh mới vô chất chồng nha anh em. Để cho nó xuống dưới á. Cái này lúc trước cái tàn cổ. Như những vườn khác là tới khúc này là thọt. Xả nước thọt vô cho nó vô giữa, nhưng mà ở vườn mai của An Khang là không làm vậy nha anh em. Chỉ làm bằng thủ công thôi. Ủa nãy cái nồi kẽm này không tiêu vậy? Nồi kẽm á? Đục đắng á. Đậu đục vô chỗ đó đó. Thì kẽm lớn hả? Ừ, kẽm lớn hồi nãy đó. Đây tại sao mình không có vô nước trước rồi mình vô kích rễ sau anh Tám? Trước tôi trồng Trung Quốc rồi không trồng vậy hồi xưa nữa. Mà em cũng chưa hiểu luôn á. Nếu bình thường là những vườn kia ở đây là dọn nước cho nó ém vô cho nó lẹ đúng không anh? Nhưng mà cái này là nước cũng vô chưa chắc được, tại vì nó sẽ dính những cái này có rễ dừa. Có rễ dừa nên là nó nếu mà nước nó cũng chưa chắc là nó vô dễ trên bên trong ha. Chỉ có ảnh vọng vậy nè nó mới vô được mấy cái rễ dừa á. Rễ dừa với cám dừa. Rễ dừa cám dừa với cái than đá vô nổi. Nếu mà nước thọt vô là nó rễ dừa nó không trôi vô nổi phải không? Nó dướng rồi. Nó dướng. Đó là cái lý. Thục vậy nè, rồi nó dẻ trong luôn à. Đó là cái lý do mà tại sao mà không dùng nước mà xấu vô đó anh em. Một trong những lý do đó ha. Nước quá nó không được nữa. Với lại này có đất mà nước quá nó sẽ bị lền tùm lum phải không? Ừ. Mà một người đâu có làm được. Một người sao khiêng? Người là không khiêng được. Nói chung là làm cây thấy tốn tiền quá anh em ơi. Thấy tốn tiền. Biết bao nhiêu công mà. Hello chào anh Quốc nha. Chào em. Nãy giờ mấy anh em kêu tháng anh Quốc nhập vô 500 cây kìa. Này thôi sao nói. Có lộn có 50 cây. 50 cây. Phải không? Con già này nói với ai nói. Anh nói còn nát rồi nát rồi cơm. Nhập từ rồi hổm đầy hết mười mấy tỷ rồi. Hơn chứ. Mới có mấy ngày mới có. Ờ 2 tháng rồi. Mới chừng đây nè 3 tỷ rồi. Nhớ cái đầu luôn. Ngà biết mà. Chết toàn là tỷ tỷ không mà nhìn thấy mấy gốc cây không. Mấy bà mấy cái bà vợ mà bình thường mà nhìn vô thấy ông này cũng đi mua cây hết hết tiền của tôi. Ở Giao Mai đây nó hỏi vườn mai này làm chắc gần tỷ nào mấy chỗ mai á. Mai nào cái này gom lại nhìn cũ cũng dữ ha. Cho ông ít hai mà chị đang ngon à. Còn cây không tỷ tỷ không anh em ơi. Làm việc là chí trần này á. Ba đòn vàng, ba gỗ. Đó, xong rồi đó. Ơi, xong rồi nè. Đấy, vậy là thôi đó anh em. Chủ yếu là cái khâu mà vô tay chất chồng này nè. Ảnh chọt vô cho nó dễ chất chồng bên trong mới là khó đó. Tại vì cái này là nó toàn là... đây, rễ dừa không à. Vậy xong là mình chỉ tưới một lần kích rễ đó thôi chứ đâu có làm gì đâu. Ngày mai mình tưới cho nó cái cho nó dặn cho nó rút cho nó đều bầu hết rồi thôi. Rồi bỏ luôn 10 ngày, 20 ngày chừng nào khô tưới cũng khô thôi. À. Rồi đó vậy là xong cái quá trình trồng của anh Quốc rồi đó anh em. Rồi còn nó tới cả mười mấy chậu nữa. Rồi bây giờ mình quay mẫu một cái tới đây thôi, rồi mình sẽ kết thúc clip. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn trong clip tiếp theo. Rồi, chào mấy anh em, chào khán giả.